Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án từ hình thức đầu tư PPP, loại hợp đồng BOT sang đầu tư công và bố trí nguồn vốn ngân sách trung ương để thực hiện dự án. Bộ Giao thông Vận tải đã có công văn đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét cân đối khả năng bố trí vốn phù hợp với quy định của pháp luật. Dự án đường cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ đã giải phóng mặt bằng đạt hơn 70% Dự kiến đến hết năm 2020 sẽ hoàn thành. Do vậy, nếu chuyển đổi sang sử dụng vốn đầu tư công với thủ tục rút ngắn sẽ giúp dự án triển khai ngay trong năm 2020, dự kiến hoàn thành vào năm 2023. Dự án đường cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ dài 40,2 km là tuyến đường kết nối với cao tốc nội bài Lào Cai. Dự án đi qua thành phố Tuyên Quang, huyện Yên Sơn của tỉnh Tuyên Quang, huyện Đoan Hùng, huyện Thanh Ba, huyện Phú Ninh, thị xã Phú Thọ của tỉnh Phú Thọ. Khi hoàn thành sẽ tạo ra bước phát triển đột phá về kinh tế xã hội thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh tuyên quang và tỉnh phú thọ nói riêng và khu vực trung du miền núi phía bắc nói chung